Tổng cộng là dài 33 trang. Đấy. Và trong đó thì có rất nhiều những cái thông tin mà Huy đã đào, Huy đã tìm hiểu ở trên các cái kênh ở nước ngoài, và những cái thông tin đến từ kênh Việt Nam, rồi những cái thông tin đến từ các cái KOL, KOC ở Việt Nam, rồi những cái bài báo chính thống, những cái bài đăng trên Facebook, rồi những cái review, những cái đánh giá của rất nhiều người ở thế giới và Việt Nam. Được chưa ạ?